Chào các bác nhá. Giới thiệu với các bác một cái mẫu ngụy trang mới nhá. Ngụy trang mới. Đây này. Đây là một người mẫu của shop đang mặc thực tế cho các bác xem nhá. Đấy, đang mặc thực tế các bác xem. Rồi thôi, cho tay gọn xuống đi em. Đấy, cái mẫu này ấy, là mẫu dành cho anh em ngụy trang đi bắn là chủ yếu nhá. Đi bắn là chủ yếu. Tua này. Đấy, cái giải này ấy, là để cho các bác quấn vào cây củi nhá. Quấn vào cây củi. Đây. Thì đây là cái bộ quần áo ngụy trang. Quần áo ngụy trang nhá. Tua này, giống đặc như là đống lá cây luôn. Đây, cúi xuống này. Cái này ấy, dùng cho các bác mà có cây củi mặc bộ này vào nhá, là ôm cây củi rình là vô tư luôn nhá. Đây. Đây các bác nhìn kỹ hình ảnh nhá, hình ảnh bộ quần áo này. Đấy, quần áo ngụy trang. Rồi em đứng dậy nào. Thế đây là cái bộ quần áo đã mặc vào rồi. Đã mặc vào rồi nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cậu em này sẽ cởi ra cho các bác xem cụ thể nó như nào nhá. Đầu tiên nhá, đầu tiên là một cái giải này. Cái giải này. Tí nhá. Đây cầm cầm anh. Đầu tiên là cái giải này. Cái giải này là giúp cho các bác quấn vào cây củi nhá. Quấn vào cây củi để ngụy trang cây củi của mình. Rồi em bỏ mũ ra đi. Còn đây là cái mũ nhá, cái mũ này. Đấy. Thế đây là mình mặc vào như vậy, nhưng mà khi mình không mặc nữa là các bác ý, các bác lưu ý này. Nột nó ra. Nột nó ra như này. Thì cái phần tua này nó nằm gọn vào trong. Cái phần ngoài nó sẽ phẳng phiu cho chúng ta nhá. Để chúng ta cất đi. Đấy, nó rất gọn gàng như này. Đấy, đây cái mũ nhá. Đấy, không mặc nữa nột vào. Tương tự như vậy, cái áo cũng thế. Khi chúng ta không mặc nữa chúng ta cởi ra chúng ta sẽ nột luôn. Nột luôn để cho cái phần tua này nột nột ôm cả tay nhé. Đấy. Đúng rồi. Đấy, nột ra như này hết nhá. Thì bắt đầu chúng ta gập vào như này. Và chúng ta cất đi. Cuốn bỏ trong túi, nó không có bị lùm xồm nhá. Đấy. Đây là cái áo này. Và tiếp theo là cái quần. Cái quần này thì vẫn là cái quần dạng chun. Thắt nhé, nột luôn nhé. Đấy. Các bác lưu ý này. Khi tháo ra là sẽ nột ngược lại luôn nhá. Đấy, tháo ra nột ngược lại luôn. Cái bộ này thì hơi to. Anh em nào mà to con thì mặc thì mới đẹp. Nhưng mà cơ bản nó là ngụy trang để cho anh em thích chơi kiểu củi bắn bùm treo nhá. Mặc bộ này vào ngồi gốc cây thì không phải suy nghĩ, không phát hiện ra được nhá. Thế đây là cái bộ này là các bác lưu ý này. Khi chúng ta không mặc nữa chúng ta nột ra chiều như này, để cho cái chiều lông lá lồm xồm nó ở phía trong. Thế đây là chọn bộ cái bộ quần áo ngụy trang nhá. Bao gồm này, có quần này, áo này và mũ nhá, mũ. Thế ngoài ra cái cây này là cây tua để cho quấn vào cái củi giúp ngụy trang nhá. Đây, mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ với số điện thoại mà tôi ghi ở dưới tiêu đề của video nhá. Hàng thì ship COD đi toàn quốc cho anh em đam mê. Cái mẫu hàng mới, cái này các bác nào mà chơi củi ấy, thì rất là ưng cái mẫu này nhá. Rồi các bác, cảm ơn các bác nhá.